hãng tin Interfax và kênh Reuters cho hay, một chiến hạm Nga đã bắn nhiều loạt đạn cảnh cáo sau khi HMS Defender, một tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh, vi phạm đường biên giới trên biển của Liên bang Nga ở Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã xác nhận thông tin này. Bộ Ngoại giao Nga cũng lập tức triệu tùy viên quân sự Anh tại Đại sứ quán Anh ở Moscow tới sau vụ tàu hải chiến quân Anh vi phạm biên giới Nga. Lực lượng vũ trang Nga đã cảnh báo tàu chiến Anh sẽ phải đối mặt với vũ lực nếu vi phạm biên giới Nga. Song chiến hạm Anh được cho là đã phớt lờ cảnh báo này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, một máy bay chiến đấu Su-24M cũng đã xuất kích. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, vào lúc 11 giờ 52 phút ngày 23 tháng 6, tàu chiến HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh khi đang hoạt động tại khu vực Tây Bắc Biển Đen đã vi phạm biên giới và đi vào bên trong lãnh hải Nga 3 km tại vùng Cape Pyrenees. Theo tuyên bố trên, vào lúc 12 giờ 06 phút và 12 giờ 08 phút cùng ngày, một tàu tuần duyên của Nga đã nổ súng cảnh cáo. Vào lúc 12 giờ 19 phút, một máy bay chiến đấu Su-24M đã tiến hành một vụ ném bom cảnh cáo sử dụng 4 quả bom nhằm vào hướng di chuyển của khu trục hạm HMS Defender. Vào lúc 12 giờ 23 phút, hạm đội Biển Đen và lực lượng biên phòng Nga đã hiệp đồng hành động để ép tàu chiến Anh phải rời khỏi các vùng biển của Nga. Vụ việc xảy ra khi trước đó, cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã kêu gọi Mỹ và đồng minh cần chấm dứt các hoạt động quân sự ở Biển Đen khi mà quy mô và tính chất của các cuộc tập trận Sea Breeze không phù hợp với nhu cầu an ninh thật sự ở khu vực này. Đại sứ quán Nga cũng cho rằng các cuộc tập trận này chỉ làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn và thúc đẩy tham vọng quân sự hóa của Kiev. Ở một diễn biến khác, theo tờ The Guardian, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định không có phát bắn cảnh cáo nào về phía tàu khu trục HMS Defender. Tuyên bố này trái với những gì mà Bộ Quốc phòng Nga đã nói trước đó, rằng đã bắn cảnh cáo và một máy bay chiến đấu đã thả 4 quả bom gần tàu Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết HMS Defender đang di chuyển thường lệ từ Odessa tới Georgia qua Biển Đen và tàu này sử dụng hành lang phân luồng giao thông quốc tế, rời hành lang này từ lúc khoảng 9 giờ 45 phút theo giờ Anh. Bộ trưởng Wallace nói thêm rằng các tàu của Nga đã che khuất tàu HMS Defender và rằng hoạt động của Nga chỉ là một phần trong cuộc tập trận có kế hoạch từ trước. Ông Wallace cho biết thủy thủ đoàn HMS Defender có biết Nga đang tập trận xung quanh đó. Các nguồn tin quốc phòng cũng cho biết phía Nga đang tập bắn đại bác và máy bay cũng tập trận trong khu vực. Quân đội Nga đã thông báo trước cho tàu HMS Defender và các tàu khác di chuyển trong khu vực. Cũng trong ngày 23 tháng 6, phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh quốc tế Moscow lần thứ 9 theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga lo ngại về việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tăng cường tiềm lực quân sự và cơ sở hạ tầng gần biên giới nước này, cũng như việc NATO từ chối các đề xuất giảm leo thang căng thẳng. Tổng thống Putin nêu rõ, dĩ nhiên chúng tôi không thể không lo ngại việc NATO đang tiếp tục tăng cường các khả năng quân sự và cơ sở hạ tầng gần biên giới Nga, cũng như việc liên minh từ chối xem xét một cách xây dựng các đề xuất của chúng tôi, nhằm giảm leo thang căng thẳng và giảm nguy cơ những sự cố không thể đoán trước. Hội nghị an ninh quốc tế Moscow đang diễn ra ở thủ đô nước Nga từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6, với sự tham dự của đại diện các bộ quốc phòng, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia. Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bornikov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin sẽ trình bày các báo cáo về chủ đề an ninh.